Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì cô Hướng và các bạn đã cùng học để nói những con vật trong nông trại cho mình những sản phẩm gì rồi đúng không nào? Hôm nay cô giáo cũng sẽ hướng dẫn các bạn nói về các con vật này, nhưng ở số lượng lớn hơn một nhé. Ví dụ ở đây cô giáo có một con gà mái, a hen, hoặc các bạn có thể dùng số 1 là one hen. Khi chúng ta đã học rồi, chúng ta có thể nói là gì? There is one hen on the farm. Nhưng bức tranh bên cạnh cô giáo có 5 con gà mái thì lúc này cô giáo sẽ không dùng there is, cô giáo phải dùng there are 5 hens. Vậy là với các con vật mà số lượng là 1, chúng ta sẽ dùng there is. Còn lớn hơn một, tức là từ 2 trở lên, chúng ta sẽ dùng there are. Để nói một con gà nó có thể đẻ trứng, chúng ta dùng it. It là nó. It can make eggs. Nhưng nhiều con gà thì lại phải dùng they. They là chúng, những cái con đó. They can make eggs. Một con gà, there is one hen, it can make eggs. Nhiều hơn một con gà, có thể là 2, 3, 4 hay 5 như trong bức tranh này. There are 5 hens, they can make eggs. Chúng ta sẽ đi sâu vào các ví dụ nhé. Hãy nhìn bức tranh trong nông trại này nào. Các bạn nhìn thấy có mấy cô gà mái ở đây? Có một đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ nói là There is one hen on the farm. It can make eggs. Số ít nhá. Rồi các bạn nhìn thấy có mấy con vịt? One, two, three. Ba chú vịt. Vậy chúng ta sẽ nói There are 3 ducks on the farm. They can make eggs. Có 3 con vịt trong nông trại và chúng có thể đẻ trứng. They. Các bạn nhìn thấy có mấy chú bò? One cow. There is one cow on the farm. It can make milk. Có một chú bò trong nông trại và nó cho sữa. There is. Nhưng các bạn nhìn thấy có mấy chú cừu? Two sheep. Có 2 chú cừu. Dùng there are. There are 2 sheep on the farm. They can make wool. Nhớ nhá, số ít chúng ta sẽ dùng there is. It. Còn số nhiều thì mình sẽ dùng there are. They.